Vâng, hôm nay sáng thứ hai đầu tuần. Đấy, trời mưa các bác nhé. Không biết ngoài Bắc thì như thế nào như trong Nam. Hiện bây giờ thì từ tối hôm qua nhà mưa rất nhiều. Vâng ạ, thì các bác cũng biết em rồi. Vào đây là đã có vấn đề rồi. Chứ em mưa em phải đi. Đó là cái nghề nghiệp của em. Cứ sáng ngày là đi các bác nhé. Đấy, và bên em đây thì là có người đẹp luôn. Đấy các bác. Tức là nhiệm vụ của em là đi săn lùng các bác nhé. Đấy, săn lùng thì dù mưa gió em vẫn đi. Đây quá đấy, quá thơ. Đó, em vẫn đi liên tục, cứ ngày nào cũng thế. Đấy, chỉ trừ hôm nào nhậu là quên. Vâng. Rồi, lần đầu tiên đầu tuần em xin chúc các bác mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn. Đấy, và cũng như thường lệ nơi đây thì hôm qua em đã vào review thì rất nhiều bác bảo Lê Tuấn vào để review lại em này, thì bây giờ Lê Tuấn lại review lại em này rồi các bác. Và hôm nay Lê Tuấn, trước khi Lê Tuấn đi thì Lê Tuấn đưa hai giáo sư tiến sĩ về chuyên về khoa sản để chuyên về khoa sản về chị em phụ nữ. Phụ nữ ở đây ta nói về là mấy cái em mà thứ nhất Belarus, bởi vì những dòng mà Belarus bây giờ mà còn thì em nói các bác bệnh nặng, các chị em toàn bộ là bệnh phụ khoa nhiều. Đấy, bởi vì những người này là những người siêu mẫu, đúng không? Siêu mẫu mà từ châu Âu qua đây mà da vàng, tóc vàng, mắt xanh da trắng, tóc vàng. Đấy, thì Belarus là xuất xứ, em cũng thời gian đang dài nên em cũng tâm sự bác tí là xuất xứ từ Belarus là Liên bang Nga ngày xưa. Thì từ lúc năm 75 Việt Nam hoàn toàn giải phóng thì nước Liên bang Xô Viết tập trung đẩy mạnh phong trào, tức nông thôn có máy làm trâu thay người, thì đưa toàn bộ hệ thống, tức là máy kéo, ngày xưa là máy kéo và máy cày để phục vụ cho nông nghiệp, cho Việt Nam phát triển, thì toàn bộ đưa vào miền Bắc và miền Nam. Thì tất cả các nông trường cao su là tập trung lúc đó là đẩy mạnh tiến độ đấy, thi công cũng như công việc sản xuất để có công ăn việc làm, nhất là ở trong miền Nam hoàn toàn giải phóng. Thì tất cả người ngoài Bắc vào đây thì đến bây giờ có những chiếc xe nằm ở đây hàng chục năm, 7-8 năm bây giờ mới lôi ra, và có những chiếc xe thì làm tan nát đầy hoa. Cho nên những bác sĩ mà chuyên sửa về xe này, là ý em muốn nói là các thợ sửa thì toàn bộ là những em này bệnh nặng, là như vậy các bác nhé. Nhưng ngoài không có gì, bởi vì em vui em nói như vậy, nhưng mà ở đây thì cũng chỉ là nói chuyện một chút cho nó vui như vậy. Vâng, và để nhận theo lời mời của các bác cũng như các yêu cầu thì em hôm nay đã có mặt cùng với hai giáo sư tiến sĩ thợ của em đã đưa vào đây. Ủa Thanh ơi, tại sao hôm qua đây ấy mà em hôm nay đã đưa vào đây à? À hôm qua kéo vào đây luôn á? À thế à, thế đâu được, về đỡ về trùng mệt. Thôi, nó là lắp hôm qua luôn à? Lắp bằng đạn hôm qua luôn. Chưa mày? Chưa lắp mà. Nhưng mà nếu mà chưa mới kéo lên thôi. Ừ. Đấy, cho nên hôm nay anh có dẫn giáo sư tiến sĩ vào để xem hai bên thì và kiểm tra lần cuối cùng trước khi gả chồng cho em ấy, thì cũng phải có cái xem mặt xem mũi, đúng không? Rồi nòi giống có tốt không? Để chủ nhà thì nòi giống này thì tuyệt vời rồi. Thì đây chủ nhà thì nhỏ nhỏ đây, cao cao nhỏ nhỏ được, nói chung là giống tốt. Đấy, mà thứ hai nữa là giống này là coi như là toàn bộ là về vấn đề ấy, không là về rất thích gái Tây. Đấy, chủ nhà này thích gái Tây, Việt Nam mày cứ thích gái Tây. Đấy, thế bây giờ thì tất cả trai Thanh Hóa và trai Việt Nam mình lấy gái Ukraine và gái Tây rất nhiều trong thời gian vừa qua. Trong thời kỳ kháng chiến, Việt Nam mình sang Liên Xô học tiếng Nga, mà chính Lê Tuấn cũng đã được học tiếng Nga. Rescigi là nhẹt, rồi Brisivua, đấy. Tức là xì với ấy là nhiều, các bác nhá. Đấy, tiếng Nga. Đấy, thì qua nhận xét đầu tiên thì chúng ta nhìn thấy chủ mà các bác nào mà bên MBZ thì em xin phép các bác cùng với tất cả anh em bên dòng Ishiki và Four, Janma, Kubota, Chibora thì các bác thông cảm, bởi vì hôm nay nhường cho các bác MBZ. Và bây giờ em mời tất cả các bậc tiền bối, lão thành cái mạng, những người lâu năm kinh niên trong nghề máy cày nói chung và riêng ở bên MBZ và Belarus. Em mời các bác vào để chuẩn bị thẩm âm cũng như chúng ta chiêm ngưỡng
những sắc đẹp bị tàn phế một thời. Sắc đẹp tàn phế vào đời ở đây thì lúc đầu tiên mới thì ai cũng đẹp, đúng không? Trẻ thì ai cũng đẹp, đến khi già rồi thì cằn cỗi, đúng không? Phải đi chữa bệnh chứ. Đấy, thì bây giờ chúng ta bỏ em này, bởi vì em này chủ nhà không bán. Em này thì máy móc còn tàn hơn em này nữa, nhưng em này là để dành, chủ để dành 7 năm nay. Đấy. Đấy, thì bây giờ để chúng ta vào suy xét. Em mời các bác nhé. Ở đây thì cho em gửi tất cả các bậc tiền bối ở Tây Ninh, Đắk Lắk các bác nha. Đắk Lắk là nhiều nhất. Bậc tiền bối em xin chúc những người thân quen của Lê Tuấn như Thần Đèn, rồi bác Năm, bác Bảy, anh Hai, anh Ba, cũng như anh Bốn ở Bà Lê Cu và ở Đắk Lắk là những người thân quen của Lê Tuấn xin chúc sức khỏe các bác. Ở Tây Ninh thì có rất nhiều Tèo, Cu, Tý. Đấy, rồi những người cao niên là những người anh của Lê Tuấn thì Lê Tuấn xin chào. Thì chúng ta vào tiếp tục vào để thẩm âm. Thứ hai nữa là trước hết thì vào thẩm âm thì em cho các bác xem này. Đấy, này, Liên Xô. Đấy. Tức là ở trên thì nó bị nước mưa các bác nhá, để nó bị mất. Đấy, thứ hai nữa thì lúc chủ về thì cũng làm ba đợt sốc. Rồi kia nữa. Ở dưới thì cầu đang liên nguyên các bác nhá, chưa làm. Đấy. Hình như các bác nhìn cặp vỏ là các bác nhìn có ấn tượng, đúng không bác? Đấy. Nhìn ấy là các bác nhìn ấn tượng nhất, đúng không? Ấn tượng nhất của ít khi còn cái loại này. Nếu như còn thì bây giờ cũng nằm ở bãi rác. Đấy. Để chúng ta suy xét cái quán gì rin không nhé. Cái này thì chắc không biết có phải rin của nó không. Nhưng mà theo em là rin nhất là cái này. Đây. Sản xuất tại Liên Xô. Rồi, để mình qua bên này đi. Máy thì 89 vào. Cái con heo này sao? Nãy sơn lại mà. À, heo đúng heo rin của nó. À, nhưng mà còn đúng rin không? À, heo lại làm rồi à? À, heo đã bung. Tức là heo này cũng đã được thợ. Rồi bung rồi. Máy, xem máy coi sao. Tất cả số xét cho kỹ, từ đường nét cho đến đường ống cho đến tất cả các ruột. Đừng bỏ giò gà đẹp à? Không, cái ly đam nó cởi năm chiên thì thiết bài gì thì đó quên nó hôm bữa tháo ra nó bị một dài. Bây giờ nếu mà anh có xúc đi là tụi em có mua về tụi em cũng tháo rồi kiểm tra lại. Đúng rồi, đi đâu để vậy, anh biết đâu khi anh dám khác em dám khác không cái này mình mỗi à đúng rồi. Nhưng mà nó hôm bữa nó bị đứt đè này có đúng đè riêng không? Không, thằng mình biết thì nó không có cái đề này. À, đề nào? Rồi mới lai. À, mới lai. Sau này là về mình mới làm cái đề. Mô này nó cái này thì cứng, cái mặt này nó không phải nổ, không có nổ. Ừ, tao có bỏ đi, tao đi làm mặt đàn, đi mua cái kia, cái mồi chỗ này đưa cái 27, tìm ở đây, đưa nó 36 kéo tay ra. Tôi mở nó rồi, mở xúc sạch luôn, anh thấy cái tâm mở sạch luôn rồi. Nhưng mà nó đứt còn thi này đi, mình cứ không sinh này cũng không muốn chai luôn. Không mới mà chết mà cứng đấy. Không quan trọng. Không quan trọng. Anh cũng thở rồi, từ giờ cũng xuất cả ly tâm đó, cũng thở rồi. Rồi anh nhớ rồi, anh có ly tâm với lại cái nước này mà không xúc đi thì sao sạch. Rồi anh thấy xúc rốt và đi mất trời. Sai bọn nhất nhất Mỹ thì không chứ đâu có cả nhất quá Mỹ bị một đợt nhất nhất các tôn sợ lắm. Nhớ nó nấu nó đều. Không, nhớ các tôn các tôn đổi đều nhiều lắm. Đều. Mà nó xài nó nóng nhỉ. Các cô nó xài nóng nhỉ. Hôm nay xưa cái cài sao rồi dục cái đây rồi bỏ luôn rồi đại ca. Cái gì? Này à. Sao cài rồi bụng thình thâm rồi dục cái đây bỏ luôn rồi.
thì để cày thằng tài xế nó đánh cho nó cày giữa lô, bắt đầu nó kéo đi nhậu dục xe vào giữa lô. Tôi đang không về kéo bỏ đây luôn. Má mỗi thằng chạy một đường. Ừ. Trong một bên hết rồi. Đâu, bên lên chứ. Bên lên cho có về cái mâm đi tê cho kìa mà chưa ra cái kìa. Thấy giờ con này cho bên hết rồi, con này giờ lắp cái bơm lên bên không lên nữa. Sao? Thấy giờ con lắp cái bơm vô bên không lên nữa. Nhưng cái này thì các bác lắp cầu nha. Chế cầu. Sao không lên? 90 hết các bác nhé. 90. 89, máy 89. Đây 90, đổ về 90. Con này máy 89 cũng là cặp. Rồi chúng ta đến xem xét vỏ các bác nhá. Vỏ rất mật tính. À tôi cắt bơm cái đầu đấy à, về xe đây thì đây, rất xe cũng đã từng chiến đấu qua từng thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ chứ không phải chống Pháp. Xe này thì chống Mỹ. Ngày ra thì em cũng nói bác này, tay khỉ rồi mổ cọ green bác nhá, đang khó luôn mổ cọ green, hai thùng dọc chưa rỉ đâu các bác nhá, chỉ tróc sơn đây chưa rỉ, đang còn rất đẹp đấy, còn rất đẹp bởi vì nói chung là cũng chưa méo mó gì lắm. Nếu như trong lĩnh vực mà thời gian đến bây giờ như vậy cũng là tốt, có thể nói rằng là được, có thể chấm được khoảng 6-7 điểm. Con này rất tốt các bác nhé. Các bác về lên chỗ ngã ba ấy, ngã ba Vịnh lại chỗ anh Út Oanh, các bác mua cái bưng sau không bao nhiêu tiền hết. Đấy. Trời vẫn mưa tí tách, để chúng ta uống đi cà phê xem video của Lê Tuấn. Chắc chắn ngày nay mưa, thứ hai, thứ ba liên tục mưa bão. Các bác cứ uống cà phê và xem video của em, cho em một like để tiếp tục hành trình con đường. Đấy, có cả nguyên một cái đang nguyên gì. Đấy, đang nguyên hết luôn. Đấy, đang nguyên nắp ốp đang quạt. Đấy. Đấy, bí quyết riêng của các bác tài. Hai cái nắp vừa nắp đây à? Vâng, à, nắp rừng, nắp bên. Mặt rừng. Ừ, mặt rừng, mặt rừng được. Hai mũi rừng, hai bên. Mặt rừng. Ờ, thứ hai cái mặt rừng, hai bên. Ừ. Số đậm lỡ thì số còn được. Chứ cái tầng lỡ nó bỏ càng rồi. Quay ơi. Cu xoay, cu sới. Trong một thời gian dài nằm ngủ đông thì chủ không xài đến các bác nhé. Mà có cái này đều nhà để ra cái này cũng mất đi. Nếu như mà để đây khoảng một năm nữa thì rắn và chuột có thể là rất cảm ơn ông chủ. bảo nếu như mà để đây chuột với rắn bảo thôi ông chủ ơi đừng có đưa đi, để đây cho tôi ở. Hôm trước Lê Tuấn vào là chuột với đứa cái đẻ đây và rắn ấy gà. Đấy. Nói chung những xe để lâu thì em nói các bác là gà đẻ các bác rất vui. Các bác để một tháng rồi gà nó lên nó đẻ, mà nhất là đẻ trên cái ổ máy. Còn có lần Lê Tuấn vào có những rắn nó vào trong này, nó ẻ trong này luôn. Em nói các bác vậy đã từng nhiều. Thì cũng như Lê Tuấn thường nói với các bác là những người đẹp siêu mẫu Belarus đúng không ạ? Đấy. Là những người sống hiện bây giờ là cũng tuổi tác cao cho nên là rất gì là bệnh tật nhiều, nên cần đòi hỏi những tay nghề siêu đẳng cấp, rành nghề. Đấy, như các bác cao niên thì bên Belarus và thứ nhất các bác rành. Tuy tóc sơn nhưng chưa rỉ đâu các bác nhá, tóc sơn nhưng mà chưa, phải lâu ngày là rất tốt. Đấy, vỏ 18-430 vỏ móc.
Ấy khéo coi chọt làm tổ. Bỏ quả đang cài, cài ấy đang nguyên. Hôm qua cái 4.600 đêm xích cho chẳng, còn cái đó là ngon. Cái sao? Vẫn thầm âm và vẫn đang dò xét tình hình. Xe này nó về cà sơ cho đi vào. Vẫn chặt đi. Rồi lấy đây. Đấy, lâu ngày quá cái thử chích cái đồng chí Thanh có kêu. Đồng chí Thanh thì lâu ngày quá. Người thì không có xài, người thì vứt đây. Ờ xả đi, cho tí bà dầu vào, gì đâu. Ủa thì em qua kia có đi hát karaoke ở Mỹ Tho không? Có đi nhưng mà vô trong quán xỉn không hát. Ủa? À hôm đi đám mà. Không, vô đó gặp toàn kèo. Vâng nha, và các bác chờ đợi một chút bởi vì video quá dài. Cho nên em ngừng tại đây và tiếp tục tiết nổ là em tiếp tục ngồi nói chuyện và để tiết nổ cho các bác nha. Để lấy bình vào này. Các bác chờ một tí để tiết nổ cho các bác luôn. Rồi các bác theo dõi em cho em một like cũng như bác nào chưa đăng ký, đăng ký. Bác nào đang muốn cần xe này thì alo cho em 0394-326-198. Xà chưa mới gắn heo bét lên, chưa có xà dầu. Như vậy là hôm qua rồi đó. Cái này heo bét là mới cân. Vậy là hôm qua đi đám à? Hôm qua đi, kia đi. Hôm qua đi. Có bao giờ anh viết được văn thư? Trước mắt anh là trời xanh, là biển rộng. Đêm trăng lên nghe câu hò êm hạt. Thương cha ra đồng bắt con tẹp con cua, nuôi con nên người vai mẹ gầy khô. Trong khi chờ đợi tết máy à. Dòng sông Lam chảy về dòng La, ngàn phố ngàn sâu như dòng sữa mẹ. Anh đưa em về ghé bến Tam Xoa, ai ơi có về Hồng Lĩnh quê ta. Hoành sơn yên ngang vượt qua ngàn bão tố. Đồng Lộc ơi, mười bông bất tử, vì Vũ Thiên cầm tàu anh ra khơi, mình mang câu hò kể gỗ quê ơi. Anh thương em rồi, tình ta chung đôi, ta đưa nhau về Hà Tĩnh quê ơi. Để mời cả nhà cùng xem tiếp. Bài hát vừa rồi là bài hát Hà Tĩnh quê ơi do A Pháo sáng tác. Có đèn luôn, lên đèn luôn. Khi thành phố đã lên đèn. Rồi ok các bác nhé, bây giờ tiếp tục à. Chạm. Đưa với nhà lửa. Nấu. Và vậy là cũng đã thành công các bác nhá. Rồi và lúc này đã gần 20 phút rồi à, nó có nên thế là không lên lấy được à, các bác ngừng lại và chờ em
và em tiếp tục review tiếp cho các bác. Như vậy là cũng đã ok. Rồi, rồi ok nha các bác nha. Rồi, cái dòng 80 rồi, và cuối cùng cho Lê Tuấn xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều và hẹn lại các bác video sau. Xin chân thành cảm ơn các bác. Vâng, chỉ cần như vậy được rồi, bởi vì xe để lâu ngày phải dầu mỡ được phải đầy kia đầy đủ, chứ để phải nổ lên cái là bị bó luôn, nên là chỉ cần để biết là xe còn tốt hay xấu thế thôi. Vâng, và cuối cùng cho em một like và xin chân thành cảm ơn các bác, hẹn lại các bác video sau.